Hồi đó là em cũng có bạn trai. Ừ. Hồi đó có bạn trai giờ không? Là em đang mượn sóng truyền hình để em quảng bá phải không? Cái chị này em đã tinh tế như vậy rồi mà cái chị này chưa có bạn trai, chưa có bạn trai. Rồi sao nè? Hồi đó thì em có xem phim Vườn Sao Băng, xong rồi em rất là thích anh Lee Min Ho. Đó, xong rồi suốt ngày mình cứ xem mấy cái mà cởi trần đồ đó, cởi trần đồ đó. Mấy cái quảng cáo mà tập gym á, mấy cái quảng cáo mà cho quảng cáo kiểu nước khoáng đồ đó thì nước hay khoáng. Hay ừ à. Thì hay đó thì em rất là mê mấy cái đó. À. Rồi ảnh có thể hát nè, rồi xem mấy cái live show ca hát đồ của ảnh nè, rồi có phim, rồi có quảng cáo, nói chung là rất là nhiều, suốt ngày cứ mê lắm, cứ mở ra coi thôi. Thì em thì lúc đó thì bạn em á thì thấy em suốt ngày tại sao cứ cắm đầu vào cái máy tính mà cứ xem hoài hoài vậy á. Cái bạn em cũng khó chịu xíu, hỏi là ừ sao em cứ dành thời gian cho mấy cái này hoài vậy. Cái thì em nói ừ tại vì em thích ảnh. Cái xong bạn em cũng ủa em thích ảnh gì còn anh sao. Cái em nói là ừ thì em cũng thích anh, nhưng mà anh hiện tại là anh sao anh chốt, sao anh chốt. Oh no. Đau á, đau đau lòng á. Nhưng mà ý là hồi đó con còn nít còn trẻ con á, nhưng mà thì mình nghĩ sao mình cứ nói vậy chứ mình không có ý gì mà sâu xa hết. Xong rồi ảnh giận, ảnh giận xong rồi ảnh nói là ừ nếu mà em thích như vậy thì em đi qua Hàn Quốc luôn đi. Em thấy là anh giận nhưng mà em cũng tức, mình cũng tức chứ. Mình nói là ủa thì bây giờ anh cũng có thần tượng của mình, anh cũng mê Ronaldo, Messi này kia các kiểu, vậy thì em cũng có thần tượng của em cũng có quyền thích ai mà em cảm thấy là người đó quá tài giỏi thì em có quyền em hâm mộ người đó. Thì đó em cũng tranh cãi qua lại, thì nói chung là em thấy gì em cũng đúng mà, đúng không? Anh thấy đúng. Tại vì căn bản thôi, cái đó là sở thích của mỗi người rồi. Nếu như mình chỉ đơn thuần á là muốn sưu tầm những cái vật dụng hoặc là những cái phim ảnh của thần tượng mình, tại vì là mình rất là mến mộ cái tài năng này thì ok, chả sao cả. Trên đời làm gì có đúng mà có sai, đúng không? Bích Trâm thấy đúng thì có nghĩa là giây phút đó cảm xúc của cổ và những cái trải nghiệm của cổ nó cho là đúng. Thì nó là đúng. Nhưng mà anh đó giận dữ thì anh đó có đúng không? Đúng. Đúng luôn, hoàn toàn đúng. Những trải nghiệm và những kỳ vọng của ảnh thì nó là đúng. Vậy là cả hai đều đúng, vậy là sai ở chỗ nào? Sai là ở chỗ là cái cách chúng ta xử lý nó chưa có được tinh tế. Tại vì nghĩ là nó có lời nói dối tránh á, thì người ta biết là mình đang nói dối rồi, người ta vẫn rất là vui và hạnh phúc. Ví dụ trời ơi, làm sao có ai trên đời này làm bằng anh được. Đó. Bây giờ các bạn trẻ mình thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy nếu mà Trâm hơi thẳng tiện như vậy thì cũng hơi buồn. Bạn nam cũng sẽ hơi buồn lắm. Fan girl thì mình fan girl, nhưng mà mình phải lựa lời. Cái cách cư xử mình, nó phải tinh tế một chút xíu nói, đúng rồi, dạ. Lựa lời nói xí cho cái tại lòng nhau tí. Vậy là anh với em hơi sổ sàng. Ừ. Không phải thẳng cái tính mình là gì không được rồi. Thì bây giờ mình gói lại, mình gói nó được. Gói lại được. Chứ là nếu vậy thì mình có nên chia sẻ cái chuyện mà mình thần tượng một ai đó với người yêu của mình không? Có chứ, em nghĩ là có chứ. Tại vì ví dụ như khi mà mình có bạn trai hay có bạn gái gì đó thì mình phải chia sẻ thật những cái sở thích cũng như là những cái mà mình quan tâm á, thì đôi khi mình phải kể ra hết thôi. Thời buổi công nghệ 4.0, mọi thứ đều rất là hiện đại, nâng lên tầm cao mới luôn, thì em nghĩ là sẽ không còn những cái suy nghĩ ấu trĩ như em hồi đó nữa. Nói mà anh thấy nó rất là vĩ mô luôn á. Rất là vĩ đại luôn. Tại vì hồi nhỏ, hồi xưa xưa, cũ á, cái thời đó thì mọi người còn ngây thơ. Còn bây giờ thời đại công nghệ tiên tiến, em nghĩ không có ai mà ấu trĩ gì nữa đâu. Nếu mà không ấu trĩ thì mình sẽ cư xử như thế nào hả em? Rất là tinh tế nha. Tinh tế như thế nào? Đâu sao? Ví dụ như là ghen phải không? Ghen với thần tượng phải không? Ừ, rồi sao nè? Tôi nói là ồ thì em thích là có thích thiệt, nhưng mà sao bằng thích anh. Nói gì nữa vậy? Sau đó người ta nói là một là em không nói dối, hai là em nói dối nhiều lần. Tóm lại qua cái câu chuyện đầu tiên này, chúng ta nghĩ là mình là một fan, mình thích một ai đó, làm sao cho nó hài hòa và những người xung quanh khi mà nhìn vào cái tình cảm đó của mình, người ta cũng thấy thích, cũng thấy dễ thương và đáng yêu, đúng không? Đồng ý.